Một cái biệt thự rất là đẹp ở tại khu C Lạng Đại học này, đường C2, có đầy đủ bản vẽ thiết kế và anh ấy làm rất là chỉnh chu từng chi tiết một, 10 nhân với 25 và chìa khóa trao tay với cái mức giá là 25 tỷ, hầm chẹt 2 lầu, 6 phòng ngủ và khách phong cách Dubai rất là hiện đại, cực kỳ là đẹp. Căn này thì anh ấy bán để anh ấy sẽ chuyển dòng tiền đi nước ngoài, cho nên anh Dũng anh ấy sẽ bán cho chúng ta với cái mức giá là có thương lượng và sẽ hỗ trợ chúng ta vay ngân hàng, một cái căn biệt thự rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan vòng quanh cái căn biệt thự như thế này, 6 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng làm việc và có khu vực bếp ăn riêng. Chúng ta sẽ hình dung cái căn biệt thự đẹp nhất ở tại dự án này nha. Xin chào bà con, tiếp tục với cái chuyên mục đi review bất động sản chính chủ thì hôm nay anh em Quang Huy Vlad đưa mọi người đến tham quan một cái căn biệt thự nha. Rất là đẹp này, căn này phong cách tân cổ điển nha. Trong thì toàn bộ nội thất làm theo kiểu Dubai rất là đẹp. Căn này là đường C2 nha. Lòng đường đi 10 m, vỉa hè mỗi bên 3 m này. Ở ngay kia là với kế với chung cư Bắc Vista kìa. Lô này thì hiện tại anh chủ anh đang bán với cái mức giá đi 25 tỷ nha, tặng hết nội thất. Và chỗ này vướng nửa cái cống này bà con này. Thấy nửa cái cống nha. Anh ấy làm đẹp hết rồi. Và trong này có thang máy, một hầm, một chẹt, hai lò vá áp mái nha. 250 mét đất và giữ diện tích sàn là được 578 mét này. Tất cả cái cổng này ngày xưa anh ấy làm hết cả tỷ nha. Nguyên cái cổng không này. Bây giờ chúng ta sẽ xuống hầm trước. Hầm này thì có một cái kho và một cái phòng giải trí karaoke. Đó, thang máy, một hầm, một chẹt, hai lầu vã mái này. Cái ram dốc như thế này ngày trước là lát toàn bộ bằng đá nha, đá tự nhiên. Làm rất là chắc chắn và kiên cố này. Ơi, cái không gian hầm này được diện tích sàn là được 180 mét và có thiết kế thang máy. Và cái điều đặc biệt ở đây tất cả này, hệ thống điện năng lượng mặt trời cũng như là điện lưới có luôn. Nhưng mà cái chỗ này hôm qua bị mưa và cái máy bơm nó đang bị hư, cho nên là nó bị ngập nước này. Tôi đang gọi thợ đến xử lý cho anh đấy. Máy bơm, hai cái máy bơm áp và máy bơm hút nước ở hầm ra kìa. Nó bị hỏng cái giờ le rồi và nó đang bị ngập nước, cho nên tí nữa tôi sẽ cho người xuống xử lý. Cái nhà mà bỏ hoang để không lâu ngày nó rất là hay bị xuống cấp nha. Nhà anh Dũng. Đây, tất cả đá ốp này, đá tự nhiên. Đó, đá ốp. Chúng ta coi cái nhà này là nhà anh ấy làm để ở, cho nên rất là kiên cố và bây giờ thì anh chuẩn bị đi nước ngoài định cư, cho nên sẽ bán đi. Đó, bên này có hỗ trợ vay ngân hàng và mái che này. Lập hai lớp mái luôn. Có song sắt để chống kẻ gian đột nhập. Sân đường trước được 4 mét nha. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người lên tham quan cái căn này. Chúng ta về sẽ sơn sửa lại một xíu thôi là sẽ sử dụng như ý luôn. Nguyên cái bộ cửa này gỗ gõ đỏ này. Cửa tự nhiên nha. Nguyên cái bộ khung bao và cái cửa này cũng đã 300-400 triệu rồi. Nó rất là đẹp. Tôi sẽ bật hết điện lên. Toàn bộ nội thất như thế này anh ấy sẽ để lại hết. Nhà anh Dũng. Anh ấy sẽ để cho chúng ta toàn bộ nội thất nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nhìn quá sang. Tất cả bên này có xài cả hệ thống video call nha. Chỗ này là có một cái bộ bàn trà này. Cái chỗ không gian của cái tầng trệt này nha. Lòng nhà thì sẽ xây dựng, anh ấy xây ngang hết 10 luôn. Và chỗ này là cái không gian của cái khu bàn trà này. Trong cái tầng trệt này có ba cái đèn chùm lận này. Đó, bộ đèn chùm, cái phong cách đèn chùm này mua từ bên Pháp nhập khẩu nha, rất là đẹp. Tất cả cái không gian này là anh ấy là ngày xưa thuê thiết kế 100% nha. Mà một cái bản sao của một cái biệt thự ở bên Dubai. Phong cách rất là đẹp. Chỗ này là khu vực bếp và bàn ăn này. Đó, khu vực bàn ăn. Ở đây thì đằng sau thì có cái lối thoát hiểm 2 m và tất cả cửa bên này đều xài hệ thống khóa từ nha. Cực kỳ là an ninh. Trong đây là chỗ khu vực thang máy này. Tôi sẽ mở thang máy cho mọi người coi. Cái thang máy này thì cũng lâu không sử dụng, không biết là. Đây, cái thang máy đây, chúng ta sẽ đi lên trên lầu trên, xong rồi chúng ta sẽ xuống nữa. Đây, đằng sau đây tôi sẽ chỉ cho mọi người cái khu vực này, cái toilet này. Đó, toilet đầy đủ hết. Toilet của tầng trệt thì toàn bộ xài đằng sau này. Đó, không gian toilet. Và chỗ này đằng sau còn cái sân 2 mét nữa. Đó, khu vực toilet. Tất cả đồ nội thất là xài đồ là Toto với một cái thương hiệu nổi tiếng của thế giới luôn, chứ không có phải đồ của Việt Nam luôn nha bà con. Ở đây là không gian đằng sau này, thoát hiểm 2 mét này. Đó, cái sân đằng sau 2 mét đó. Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như là cửa thoát hiểm đầy đủ hết. Ở giáp danh với cái nhà này thì là một cái căn biệt thự. Nó quay mặt về hướng Bắc, còn cái căn này là hướng Nam nha. Tất cả ốp đá mắc bồ hết này. Đó, rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ vào cái không gian là chỗ khu vực bếp trước, sau đó là sẽ đi lên bằng thang máy. Đây là khu vực bếp này. Bếp rất là tủ bếp, rồi thì máy rửa chén đầy đủ hết nha. Đó, tất cả là đồ gỗ này sẽ để lại hết cho chúng ta. Và cái gỗ này anh ấy cũng là xài gỗ tự nhiên nha bà con.
quầy bar, đảo bếp đầy đủ hết. Chỗ này ngày trước anh ấy để cái máy gì thì không biết nó bị bong chóc ra rồi này. Đó, đồ còn đồ cao cấp không này. Hiệu này là hiệu Kingo Subu 304 này, inox 304 nha, rất là đẹp này. Chỗ này có một cái không gian của một cái phòng ngủ nữa, nhìn rất là sang luôn. Toàn bộ sàn là xài sàn gỗ nha. Ở chỗ này có một thêm một cái lớp cửa nữa này. Nếu mà kéo cái lớp cửa này ra thì nó có cái không gian của phòng ngủ, khu vực bếp ăn riêng, không có liên quan đến khu vực phòng khách. Đây là cái phòng ngủ master lớn này. Phòng này nó được khoảng độ 40 mét nha. Wow, tủ quần áo nhìn cái này ngày trước như kiểu là trang bị cho giới nghệ sĩ, người ta để đồ, để được phải hàng trăm bộ quần áo. Và cái căn này trần thiết kế có thể cao, giật cấp rất là cao. Đó, ở khu vực này là khu vực toilet này, toilet vách tắm đứng, Kelly, toàn bộ hệ thống thiết bị vệ sinh thiên thanh, và khu vực lavabo bồn rửa tay là Kelly nha. Đó, kính cường lực này, toàn bộ nền gạch giả gỗ rất là đẹp, và nó cốt thấp thấp hơn so với cốt bên ngoài. Cửa này cũng là cửa gỗ tự nhiên luôn, để chúng ta không có sợ bị mối mọt. Đó, tủ quần áo này, tất cả bên này hệ thống bản vẽ thiết kế này đầy đủ đây luôn. Nó rất là đẹp này, cực kỳ là đẹp luôn. Chỗ này có một cái ổ khóa này, hôm qua anh ấy quên, tí tôi sẽ để đây cho anh đấy, cực kỳ đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu trên. Chúng ta sẽ đi lên bằng thang bộ nha, sẽ xuống bằng thang máy. Đây là cái không gian của cái khu vực cầu thang bộ, có hình chữ U, tất cả là lát một lớp đá ở dưới, và anh còn trải thảm luôn. Tay vịn lan can bằng gỗ tự nhiên và bằng kiếng cường lực nha. Tôi sẽ bật hết điện lên cho mọi người vào tham quan. Cái này chúng ta về thì việc sử dụng ngay. Chỗ này là một cái phòng ngủ lớn, hai cửa thông nhau này. Và đây là cái không gian của cái phòng ngủ này ở lầu 1, master đằng sau này, rất là đẹp luôn. Và cái này đặc biệt của nó là có 3 cửa và có một cửa đi ra khu vực thang máy luôn. Đó, phòng này thì được khoảng 45 mét vuông nha, ngang là được 5 mét và giá dài khoảng được 7 mét này, 8 mét đấy. Và cái khu vực kia là khu vực toilet master. Toilet này thì có bồn tắm nằm luôn, rất là đẹp. Căn này thì anh ấy đã trang bị đầy đủ nội thất hết rồi, chúng ta chỉ mua giường cũng như là lắp thêm những cái đồ trang trí nội thất vào đây thôi. Ở bên này thì có xài cả với vấn đề về quạt trần. Đây, quạt trần và có máy lạnh nha, tất cả đầy đủ hết rồi. Đây, tủ quần áo này, hệ thống tủ đầy đủ hết nha, rất là đẹp. Căn này cũng dây dán tường hết. Và cái phòng này ngày trước anh ấy dành cho em bé nha, tức là phòng của con trai anh đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể là sơn lại hoặc là dán lại cái màu khác để chúng ta sử dụng theo cái công năng sử dụng của chúng ta nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang phòng master lớn. Đây là một cái phòng master lớn này. Chỗ này có anh ấy không gian sử dụng là có thể là làm phòng ngủ, hoặc chúng ta có thể là làm phòng làm việc, hoặc là một cái phòng khách nhỏ ở trên này nữa nha. Ở đằng sau này cũng có một cái toilet rất là lớn này. Wow, cái toilet này rất là đẳng cấp luôn. Tất cả lavabo bồn cầu đều xài hệ thống điện từ cảm ứng từ nha. Rồi, bồn tắm đứng và bồn tắm nằm bể sụp này, rất là đẹp luôn. Căn này thì đúng là chúng ta về là chuẩn bị sử dụng thôi. Tất cả những cái đá này anh ấy đã ốp ngày trước là toàn đá loại đắt tiền nha. Đá này ngày trước 1 mét vuông của nó cũng có cái giá 3-4 triệu mét vuông luôn. Tất cả nội thất này sẽ để lại hết, không có mang đi một thứ gì nữa nha. Đây, khu vực cái phòng này thì được khoảng độ 60 mét vuông nha. Tất cả bên này có hệ thống báo cháy đầy đủ hết này. Nhưng mà máy lạnh thì đã tháo đi rồi, thì chúng ta sẽ lắp thêm tổng cộng tiền máy lạnh đây chắc khoảng độ 100 triệu đó. Là chúng ta sẽ lắp những cái máy lạnh Daikin inverter tiết kiệm điện luôn. Đây là cái không gian cái chiếu nghỉ ở dưới cái tầng lửng này. Đó, nguyên cái bộ đèn chùm này ngày trước lắp cả trăm triệu một cái bộ đèn chùm mà nhập khẩu từ nước ngoài về như thế này rồi, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu 2 luôn để coi xem cái thiết kế cũng như là những cái bố trí nội thất trên lầu 2 của nhà anh gia chủ đây như thế nào nha. Nếu mà chia theo mét vuông trung bình, 1 mét vuông 100 triệu so với khu vực chung quanh khu vực làng đại học. Đối với đất nền thì tôi đang khảo sát với mức giá quanh khu vực đường C2, C1 tại khu C làng đại học ở mức 75 đến 85 triệu mét, thì cả cái tiền xây dựng và tiền decor nội thất rồi, thì với cái mức giá 100 triệu tôi trừ tiền nội thất và tiền decor xây dựng đi khoảng độ 17 triệu, thì cái mức giá này cũng là một cái mức giá chấp nhận được nha. Đó, đây là khu vực sân sau. Cái này thì anh ấy làm rất là đẹp, khu vực thang máy lên tận đây luôn này bà con.
Đó, thang máy lên đến lầu 2 luôn. Và đằng sau này, tất cả những căn này người ta chưa có xây nhà. Cho nên là cái không gian ở trên này, chúng ta sẽ chiếm trọn cái không gian khoảng không ở xung quanh ba cái nhà như thế này nhá. Tất cả xung quanh đều chưa có xây nhà. Và hộp thang này, cái thang này là ngày trước anh ấy lắp, cái thang này cũng 450 triệu nha. Đây, thang gia đình này, chúng ta có thể coi cái thang. Đây, thang này là thang gia đình này. Đó, thang hiệu này xem nào, tôi cũng chưa thấy cái hiệu nó là cái gì đây. Thang nhìn rất là xịn xò luôn, thang màu sơn màu vàng đồng, có xài hệ thống vân tay cũng như thẻ từ. Ôi, tôi không không nhìn thấy cái hiệu tên thang nó, biết là hiệu gì. À, Thiên Nam, thang này thang Thiên Nam nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang cái không gian của cái phòng là ngủ lớn ở khu vực này. Ở đây là cái khu vực sân đằng sau, chúng ta có thể là tổ chức những cái tiệc barbecue, và tất cả bên đây anh ấy lắm gắn hết vách kiếng hết rồi nha. Vách kiếng và ốp meca để mà lấy ánh sáng. Chỗ này là một cái phòng ngủ nhỏ dành cho giúp việc này. Cái phòng này khoảng được 25 mét vuông nha. 25 mét vuông dành cho giúp việc, để tôi sẽ bật điện lên. Tất cả hệ thống điện ở đây thì đều có xài điện, hệ thống điện là điện Panasonic này, thiết bị điện. Đây, một cái phòng ngủ nữa. Phòng này được khoảng 40 mét vuông và cũng có bồn tắm đứng này, một cái toilet, kê ly, thiết bị vệ sinh hệ kê kê ly này. Đá toàn đá đá đắt tiền thôi, loại 30 60 này. Rất là đẹp. Chúng ta mua cái này về thì đúng là chúng ta chỉ phải lắp thêm máy lạnh và một ít đồ điện tử nữa thôi là sử dụng ngay được nha. Tất cả là ốp giấy dán tường hết này, và trần bên này anh ấy đóng thạch cao giật cấp và đóng rất là cao. Trần cao đến 3 mét 2, 3 mét rưỡi lận. Và chỗ này đặc biệt là cầu thang bộ này, có một cái giếng trời để chúng ta lấy không khí, lấy ánh sáng cũng như là lấy gió nha. Nó tạo không gian rất là thoáng. Trên này thì được tổng cộng 3 phòng ngủ. Đó, ở dưới thì được 3 phòng ngủ nữa, căn này là 6 phòng ngủ cho bà con. Đây là một cái phòng ngủ đằng trước này. Vì cái mái của trên này là một lớp bê tông cộng với một lớp mái ngói nữa. Đây, có một cái cửa sổ để lấy ánh sáng và lấy gió mặt đằng sau. Căn này thì hướng nam nha. Đằng sau kia là cái chung cư Hoàng Anh Tiến, và đường này thì là đường C2, mặt sau hướng nam rất là mát. Cái phòng này thì cũng được khoảng là diện tích khoảng là 40 mét vuông, và có toilet sử dụng chung giữa hai cái căn này nha. Có một cái toilet vách tắm đứng này, đó, sử dụng chung giữa hai căn. Chỗ này có một cái kho, kho hoặc là chúng ta có thể là làm cái phòng làm việc ở đây này. Đó, đây là một cái phòng làm việc, thì có bên này thì có vẫn còn máy lạnh. Máy lạnh thì Panasonic, tiết kiệm điện. Và khu vực này anh ấy toàn bộ là giấy dán tường là dán hết rồi, và cửa thì toàn bộ là sơn màu trắng nha, rất là đẹp. 6 phòng ngủ, một phòng khách, một khu vực bếp, đối với một cái căn biệt thự đẹp nhất nhì tại khu vực làng đại học này. Đây, có một cái phòng khu vực tủ quần áo hình chữ L màu kem. Và toàn bộ hệ thống cửa này anh cũng đóng được cả 5 6 năm nay rồi, nhưng mà không có hiện tượng mối mọt hay là hiện tượng bị cong vênh gì hết nha. Sổ thì hoàn công đầy đủ và chính chủ. Anh em nào có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với anh chủ, anh ấy sẽ đưa mọi người đến tham quan cũng như là hẹn lịch để mà thương lượng giá và xem pháp lý giấy tờ. Chúng ta có thể là trả giá thêm, hoặc là cái phương án vay ngân hàng thì anh ấy sẽ hỗ trợ chúng ta vay tối đa 70% nha. Cái video đưa mọi người đến tham quan cái biệt thự phong cách Dubai hoàng gia rất là đẹp, 10 x 25, ở hướng chính nam, đường C2 tại làng đại học khu C, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè của Quang Huy Vlog xin được kết thúc ở đây nha. Với cái mức giá 25 tỷ tặng hết nội thất và bao thuế phí, và vấn đề nữa là anh hỗ trợ vay ngân hàng. Thì anh em nào có nhu cầu quan tâm thì inbox trực tiếp cho anh Dũng nha. Xin chào và hẹn gặp lại.